Hello, 500 anh em ruột thừa của tôi. Hôm nay là Tết Tết Tây nha. Một mở 18 bắt. Một bắt với 8 bắt lễ để cai vận. Em có hơi nè. Đoạn năm đầu tháng là hơi nè. 8 bắt lễ nè. Có 2 bắt thì em mua rồi. Nó bảo là không có mở, không có hít rồi. Để coi thử. Này xả lắm. Cài bọn đầy lên. Cái tổng cộng lên cho nó hấp dẫn. Tắm đất lễ. Tắm đất lễ đêm mơ sau. Tắm đất lễ nó hồi hộp hơn. Một anh cả nữa thì không. Tổng cộng hết dưới góc thì hai cái này thì mất tầm 2 triệu. Tiền mở người đất này nó xuống giá rồi mà anh mở để nó coi đi vặn ở đâu. Đạp xe 3 tiếng hồ mua được hộp này. 4 trời rét 4 độ đạp xe 3 tiếng. Ông bà tổ tiên phù hộ chúng của thần thiết để cha cá ra cá lợn một con cừu. Lâu rồi mở. Ui, một con AR. Còn em là sáng trời hơi điên. Trời hơi điên nè. Mở sao. Thể đát nè. Ui, SR luôn. Bắt đầu tiên SR. Con này cũng đẹp hết. Con này với một con chó mùa thu nữa là một xếp. Coi coi đồ đẹp lắm. Để ông ta trả được rồi. Để ông ta đẹp luôn. Để cho nó một cái xí. Hết tìm một xí lìm ngoài này. Còn lấy mấy con trước này. Đó ra. Anh em xem thấy hay thì lì xì cho mình một like một subscribe nhé. Các động lực làm. Ngày tìm được chỗ thu mua thỉ rồi. Mở ra hít thì bán được. Con bóng này. Sau khi tìm hai nơi. Con chi. Cái cù. Như này mình cũng có chơi cho mình. Nhạc nó bỏ. Đây tặng luôn. Đó. Nên cứ tặng like, tặng subscribe mình. Mình tặng V cho nên nha. Về về mắt tao lo gì mấy cái này mình tặng luôn hả. Nếu anh em tới nhà mình nha hả tặng chủ yếu là trên tàu chứ nó cũng không có giá trị gì mấy. Thì cho nó đổi lên ra cả một con AR tông AR ngày 300 yêu. Con này tầm này tầm 3 xin gì đấy. Một con bê rồng. Ui trái nữa, trái nữa, trái nữa gì đấy. Nghĩ là ông già bỏ cạc trên tay đúng rồi, ổng rồi cũng được 1 xin. Gợi dấu. Ui mở hết hít đầu này. Từng sau nó con Mewtang này cũng khó chịu lắm nha anh em. Chừng nào chơi Pokemon V ấy, nó khống chế rất là cao. Miễn sát thương luôn rồi. Cho ông già vào sli. Thế này cũng khá đẹp đấy.
không có lỗi đâu. Con AR này cũng khá đẹp này. Đầu năm cũng thấy cũng khởi đầu cũng hơi tốt đấy. Để xem. Chủ yếu mấy bác sau này. Có hit nữa là lời, không có hit nữa là thôi. Gold card với gold back chứ nhỉ? Mình mới được một gold back thôi. Đủ, nhìn đẹp thế nhỉ? Sợ là V V rồi. Con này kiểu con cấp 2 đúng không mạnh. Kiểu kết hợp với một thẻ trainer kiểu Stadium ấy. Kiểu gắn sát thương vào cho mấy Pokemon trên bên này. Là cứ mỗi con vậy là 50 đam. Nếu biết chơi thì biết kết hợp đội hình thì cũng mạnh này. Mấy con này lấp lánh đẹp hết. Con này là tên gì nhỉ? Điều kỳ sự. Ui một cái năng lượng. Ui đẹp thế. Năng lượng thiết này. Không biết mình có chưa. Để đem về. Có rồi thì cứ tặng anh em. Đầu năm người ta chơi mình ở nhà bóc thẻ kiếm tiền. Không biết được tiền không nữa. Một con với mắt. Con này chơi hệ nước thì cũng phải cần con này nha. Để nó nạp năng lượng vào. Hàng tặng thôi. Con sen này. Bắt sau đây có vẻ toàn gold back, gold back. Con bác đấy. Một con chuột này, 500 này. Con ma này. Con phòng thủ ở trên bên này. Thì channel quạt của Rabbit Stray. Con nấm. Nấm V. Rabbit Max. Một con Kagayaku cũng được 180 yên ấy. Là đầu được 36.000. Cũng kiểu gọi là tinh thần. Anh em nào thích con này thì mình tặng luôn. Không gì mình bán. Rồi mới mở bách sướng vậy rồi. Trước mở Ibu mà phải mở chục hộp Ibu mới ra được một con. Con đấy bán tầm mấy chục triệu ấy. Một con V. Con này mình ghét lắm. Cho nó cút luôn đi. Anh em nào thích thì mình tặng. Còn mình không thích. Thôi to rồi. Còn ba bác anh em. Cái này chưa lại vốn rồi. Chưa lại vốn. Gold Max. Đùa thôi. Còn như mấy cái quầy không. Trainer. Con gì đấy. V-Max này. V-Max của con Daisy Gigas. Hãy tặng luôn. Cho sọp không anh em? Quá sọp. Để về Việt Nam nữa anh em nào cứ thích con nào chụp ảnh với Facebook mình tặng. Này nó không có code cho anh em chơi TCG gì. Một AR con ngựa đẹp chưa. Cầu vòng này được 300 yên, được 60.000. Mua bách mấy triệu mà toàn tính nhìn không. Một con vi cao điện. Bỏ hết.
một tỉa đá này gắn vô mấy bộ Pokemon về bài cuối cùng ít nhất mà như dài chết rồi. Còn bác cộng, còn bác cộng chú toàn con gì đấy, một thể channel đi, channel đi rờ 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 chắc con khỉ à, con này nắm đấm này và chiến đấu này khá đẹp đấy. Mong là anh em có tổ chức offline chơi nhỉ. Thế rồi mới bắt đầu là hên, bắt đầu còn gì không, tổng kết lại rồi, tổng kết lại một 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 hộp nha, được mấy cái thẻ mà có tiền 300 yên, 60.000, 36.000, cái này 100.000 mà trả hay thu để tặng 60.000, 60.000 này được 200, 200.000, 300.000 gì đó, này được 600, không biết nữa, có khi được có 200-300 thôi. Rồi tám bách của bạn không có SR là mày chết với tao. Anh ăn cơm đói quá. Này cho nước nhanh 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 nhanh. Ui một con AR nha, AR 300 yên, 60.000. Con chim này nhìn khá giống hiện tại đấy, nên nó cổ cổ cổ. Ui một con cá, cá về trời nước, con này để nó lấy mấy cái trainer ra ấy. Mình có thể năng lượng ngoài sau. Rồi một đống rác luôn rồi. Cái thẻ này bình thường thì mới lúc đầu, lúc đầu mới ra thì bán được 1 yên, bây giờ chả bán được đâu này. Rồi mang này để nó được. Em like nhiệt tình lên để nó ra hit nào. Đấy. Tầm 1 triệu like nó mới ra gold back anh em xem chứ. Còn nãy nữa luôn. Rồi rồi rồi. Ngày SR cũng trả được mấy tiền, được 800 yên. 1.6 triệu. Vâng, 1.6 triệu chứ. Channel của single stray ngon, full stray chứ. Trời ơi bóng lại là ông già nữa. Ông già này chiếm 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 sống nhiều thế nhỉ. Hết. Nó không phải SR là anh bạn chết với tôi luôn. Điện này bot cáo kẻ bóng đêm chai nở lửa, một con vi đánh theo kiểu tính siêu theo con trên bên này cũng mạnh, chỉ có 2 năng lượng rồi đánh cũng khá mạnh. Ui một tia channel, channel điện ngon, chưa có cái này, có gì ta đẹp, còn 4 bách thôi, 4 bách của anh em mới. Anh em ở nào ở Nhật thì cứ qua cho nhiều thẻ nha. Mình
Naoya nguyên một AR 300 yên, 60 nghìn. Con gì đây, nhìn đẹp thế nhỉ. Ô, con chó lửa nè, nó lửa được 3 sen, 600 nghìn. XR, bạn không có lừa, cũng được giá hết đấy. Nhâm thạch, còn 3 bách, vừa mang cho ra trainer, trời ơi. Gold bách cũng được nữa. Hai cáo cấp 2 VMAX. VMAX thì trong một trận mình chỉ sử dụng được một chiêu VMAX thôi. À, cái gai da cự được ngon nữa. Cái gai da cự thấy nước. Cong này. Tiếc là không có code, có code thích hơn. Con gì đấy? À, con này của là cái con này này. Đấy. Nhưng mà con này XR thì nó đẹp hơn. Còn RR thì dễ tặng thôi. Bách cuối cùng. À, gold bách. Đây, chia này các thử phải gòn không? Thôi rồi, bỏ mẹ rồi, tổng kết chất lỗ đầu năm mình lỗ này chết rồi. Ra tôi to ngồi vi mắt miêu vi mắt xong to hết rồi. Rồi xem cái tết luôn, tại vì anh em ăn cơm chan nước sôi đây.